Molex là một nhà máy sản xuất rượu whisky nổi tiếng nằm ở Dartown, Scotland. Molex nổi tiếng với các phiên bản từ 12, 16 đến 20. Và những cái phiên bản đó thì hiện tại Aveno đang kinh doanh. Đầu tiên là về dòng Molex 12. Đây là một dòng whisky cơ bản của nhà Molex. Molex 12 được ủ trong thùng gỗ sôi ít nhất là 12 năm. Molex 12 được mô tả với hương vị của các loại trái cây chín, gia vị và hạt tiêu. Molex 12 rất phù hợp với những anh chị thích những dòng whisky đậm đà và mạnh mẽ. Tiếp đến đó là Molex 16. Molex 16 được ủ trong thùng gỗ sôi 16 năm. Vì vậy mang lại những hương thơm rất tròn trịa và phức tạp, với các tầng hương thơm của đinh hương, nhục đậu khấu và để lại một dư vị rất ngọt ngào. Và cuối cùng là một dòng Molex rất đặc biệt và cao cấp, đó là Molex 20. Molex 20 mang lại những hương thơm của hoa quả nhiệt đới, quả mâm xôi, anh đào và để lại một hầu vị rất kéo dài và ấn tượng. Molex 20 rất phù hợp cho anh chị sử dụng trong những cái dịp lễ đặc biệt. Và vừa rồi là chia sẻ của em Hiếu về những cái dòng Molex mà hiện tại Aveno đang kinh doanh. Nếu anh chị đang còn phân vân, thắc mắc, chưa biết chọn dòng whisky nào phù hợp, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube của Aveno Wine. Và anh chị đừng quên bấm theo dõi kênh của Aveno để luôn được cập nhật những kiến thức mới về dòng rượu vang và dòng whisky vào ngày mai.